Xin chào tất cả anh em, mình là Chiến. Hôm nay lên giao lưu với anh em một cây dupong nữa. Hôm qua thì mình đã lên một cây dupong, nó như thế này. Full book, cây highlight, vân gỗ, rất là đẹp. Và mình có gạch vào sáng mai để giao dịch chiếc dupong này. Hôm nay mình là lên chiếc dupong, một chiếc dupong Gatsby. Anh em có thể nhìn thấy nó còn nguyên hộp này. Series rất là đẹp. Đó. Một chiếc dupong nó đầy đủ như thế này thôi nhưng mà giá nó chỉ có 7 triệu. Và cây này hôm qua mình bán 12 triệu này, cây này 12 triệu này. Và cây này chỉ có 7 triệu thôi này. Mà cái độ mới của nó anh em nhìn thấy từ như đầu tiên là anh em nhìn thấy cái hộp của nó này, rất là hoành tráng đúng không? Đấy. Đây là chiếc Gatsby của chúng ta. Đó. Đây anh em có thể thấy phụ kiện của nó ở dưới này. Hộp sổ ra luôn. Đây là cái đá của dupong chính hãng này, đây ST dupong này, sổ này, thẻ này, certificate này, sổ thẻ certificate, số gì đây đây, đây có lẽ là số thứ tự của chiếc này, 1539 số thứ tự sản xuất, còn cái này chắc là số lô thôi, nhưng cái này thì cũng không quan trọng lắm. Thì thực ra đối với bản thân mình thì nó chỉ là cái bản màu mè đấy, còn chủ yếu là chúng ta đi vào chiếc dupong. Chiếc này là giá giao lưu chỉ có 7 triệu nhé. Đây là một chiếc Gatsby màu đen, một chiếc Lucky de Chimay. Những cái phần vàng này nó là bọc vàng, nó là Lucky, còn cái phần đen nó là sơn mài. Đây là một chiếc Gatsby. Chiếc Gatsby thì nó ngắn hơn so với chiếc Highline một chút, hai lỗ. Trên đây thì có biểu tượng của dupong, số series, nút tăng giảm. Chiếc này anh em nhìn thấy thì nó khá là mới. Đây là nút tăng giảm, đây là nút ga. Cái phần này phần sơn mài rất là đẹp. Những cái đĩa này là mình chỉ lau qua nhẹ cái là nó sạch thôi. Và giá chiếc này của mình giá lau lưu 7 triệu đấy. Còn một chiếc dupong nhưng nhiều khi giá cả nó cũng khác nhau. Kể ngay cả những chiếc một lỗ nhiều khi nó còn đắt hơn cả chiếc hai lỗ, chiếc highlight như thế này. Đó. Nhiều anh cứ bảo tại sao nó lại đắt rẻ. Trước nay thì mình sáng mai thì mình sẽ giao dịch. Tại sao nó đắt rẻ là lý do vì thế. Bởi thực ra là trong cuộc chơi mà mình không chơi thì mình không hiểu. Thì mình cứ nghĩ là con một lỗ bao giờ nó cũng phải rẻ hơn con hai lỗ, nó phải rẻ hơn con Gatsby. Nhưng mà nhiều cái trong dupong nó không có cái gì nó quy định cả. Những cái con mà mặt màu hoặc là những cái con phiên bản nó hiếm gặp thì thường giá cả nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Và nếu như anh em không chơi thì thử cái câu chuyện giải thích với nhau nó rất là khó. Tại sao thì thực ra là câu chuyện đấy thì anh em phải chơi thì mới biết được. Còn món này tôi giải thích tại sao mà đi nghe mồm mấy ông bán hàng như mình thì thôi chết, chỉ có đi nộp tiền thôi. Nên anh em cứ chơi là nên tìm hiểu, còn nghe mồm mấy ông bán hàng thì một phần thôi. Còn trong trường hợp chơi mà điếc không sợ súng thì nên chơi. Đấy, giá giao dịch của chiếc này. Đây, hộp rất hoành tráng, hộp to, series điếc, sổ sách full fare ra có 7 triệu. Ông này có mỗi cái thế này, 12 triệu. Đấy. Nhiều khi nó cũng cứ thế. Xin cảm ơn anh em. Tiếp sau phiên này thì mình sẽ lên một cây kình cơn, full book. Nó không phải là full book mà nó cũng, đây, như chiếc như này. Chỉ có hộp mà bao da nó rất là hiếm và chiếc cây kình cơn rất là đẹp. Rất cảm ơn anh em, mong anh em chú ý theo dõi.